Những ly nhỏ trên đôi tay, những cảm giác ngổn ngang trong tim, yêu thương xem cùng bao lo âu. Sẽ có lúc đời không như mơ. Mọi người chỉ thấy ở trên màn hình nhỏ là nghệ sĩ luôn được mặc những bộ đồ đẹp nhất, được ở trong những cái hình ảnh đẹp nhất, nhưng mà đằng sau mọi người đấy là đằng sau của mỗi nghệ sĩ đều có một những cái ekip rất là hùng hậu mọi người, chứ nghệ sĩ không thể nào tự làm điều đấy được. Ekip hùng hậu của bạn đâu? Ekip hùng hậu của mình đấy. Ngày hôm nay có bé trợ lý cây nhà lá vườn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.